Thì nó chung một dải đó, chung một dải, chung một đó. Cái cầu Hải Vân nè. Không. Bị khuất rồi. Cái bị Huế luôn. Không ơi. Biển Lăng Cô. Ờ, đúng rồi. Đường nèo thấy mấy. Đúng rồi, đường nèo đó, đường nèo thì nữa đó. Ai xe lửa kìa. À. Xe lửa. Đúng rồi, đường xe lửa hả? Em nói xe Hà Phương á, đậu chỗ nào người ta biết rồi. Hà Phương. Chỗ nhà thi đấu á. Nên bên đây là nó giọng Huế à. Ba, Huế gần Hội An luôn. Hội An gần Đà Nẵng đó. Huế là xa Hội An lắm rồi. Ngày hôm qua mình ở Đà Nẵng, mình đi về hướng Nam á, là mình đi Hội An, còn mình đi ra hướng Bắc á là đi Huế, còn đi hướng Tây Nam á là lên Bà Nà. Nếu nó đi nó hốt mất rồi.
mà ảo nó mà đi sáng là đem nó đất luôn cho nó ảo luôn chết rồi. Không phải có rõ không bạn, sáng không? Rõ chưa? Còn cái nó cũng hay bữa trưa là cô hay với lại thảo rồi đi một vàng xe luôn mà thấy đâu cũng một vàng xe đưa cho Nam Phương là đưa bớt. Ở đây là cái bãi biển Lăng Cô nè. Bãi biển Lăng Cô có nhiều cái resort có đó. Người ta với Long đã từng ở cái resort. Đâu có ở đây, đi ngang đây ghé đây thôi chứ đâu có ở đây. Đó, resort đó, resort đẹp đó. Bãi biển Lăng Cô. Nhưng mà cái resort là phải có cái chòi chứ, phải làm như cái nhà resort. Tùy theo loại, có nhiều loại. Resort là cái này luôn. Có người ở trong.